Vâng, xin chào bạn. Trong phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam thì có rất nhiều sản phẩm rất hay. Mỗi sản phẩm sẽ hay về một đặc tính, một số đặc tính thì đúng hơn. Nhưng có một sản phẩm mà đang đứng trước mặt tôi bây giờ, Ford Ranger. Có thể nói đây là sản phẩm đạt được những cái số điểm cao nhất. Không phải ngẫu nhiên mà mẫu xe này đã đạt được những cái doanh số vô cùng ấn tượng. Và có thể nói tại Việt Nam, duy nhất Ranger là thương hiệu, là sản phẩm mà tạo ra những cái kỷ lục về bán hàng đối với dòng xe bán tải. Nếu như ngược trở lại đây, cách đây khoảng 6, 7, 8 năm, những cái thế hệ thiết kế cũ thì là không thể. Nhưng với này, với ngôn ngữ thiết kế mới, với triết lý mới, One Ford, thì những sản phẩm của Ford bây giờ đẹp hơn, công nghệ hơn. Cuộc chiến của những chiếc xe bây giờ nó là công nghệ. Thì trên các dòng xe Ford Ranger phiên bản cao cấp nhất luôn chiến thắng về mặt công nghệ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết mẫu xe này. Vâng, bằng những cái hình ảnh mà với cái doanh số bán hàng và cái độ phủ của Ranger trong vài năm trở lại đây thì tôi có lẽ không phải dành những cái lời để miêu tả về những cái phần thiết kế nữa. Các bạn có thể thấy lưới tản nhiệt rất mạnh mẽ. Tất cả những cái đường nét thiết kế, chi tiết thiết kế của Ranger nó được thừa hưởng từ dòng xe huyền thoại của Ford. Đấy chính là dòng xe F-Series, thưa bạn. Còn về trang bị công nghệ thì các bạn hãy xem phần đèn pha. Phần đèn pha này là đèn pha thông minh. Nó có thể tự động bật khi mà không đủ ánh sáng, trời sương mù, rồi có thể cân bằng điều chỉnh góc chiếu, thậm chí gặp xe ngược chiều cũng có thể điều chỉnh từ pha sang chiếu xa sang chiếu gần, vân vân. Nói về công nghệ thì thực sự là tại thị trường Việt Nam chưa có một mẫu xe bán tải nào có thể vượt qua về Ford Ranger về công nghệ cả. Còn về mặt thiết kế, tất nhiên bạn có thể yêu, bạn có thể chưa yêu, nhưng nhìn vào doanh số, nhìn vào độ phủ những chiếc xe Ford Ranger trên đường thì các bạn sẽ thấy sức hút của Ford Ranger trong suốt nhiều năm vừa qua. Bây giờ các bạn hãy quan sát phần bên thân xe. Hiếm có một chiếc xe bán tải nào có một cái thiết kế phần đầu và phần bên nó hài hòa đến như vậy. Đó. Ngay cả từng cái thiết kế về la răng, rồi bậc lên xuống, thậm chí ngay cả một chiếc hốc hút gió bên hông này chỉ là để trang trí thôi. Những trang trí được gắn thêm động cơ biturbo 2.0. Nó cũng rất đẹp. Đó. Trang trí thôi nhưng mà cũng rất đẹp. Đấy ạ. Tiếp theo là phần chúng ta sẽ đi quanh một vòng sẽ thấy được sự hài hòa trong những cái đường nét thiết kế của Ford Ranger. Các bạn có thể thấy là trên cản trước, ở trên cản trước cũng có, mà cản sau cũng có các cái cảm biến. Một bộ xe bán tải thời nay đủ cảm biến, camera lùi không thiếu một thứ gì. Và nhiều chiếc SUV, thậm chí crossover còn phải thèm muốn những cái trang bị và những cái công nghệ trên Ford Ranger, thưa các bạn. Đấy là sự thật. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào bên khoang xe để xem. Trong rất nhiều chương trình tôi luôn nhấn mạnh rằng đây là một mẫu xe thiên hướng về có thiên hướng về SUV nhiều hơn, những chiếc xe về tiện ích. Wow. Tôi nghĩ là với tất cả những cái thiết kế trong cái khoang nội thất cho người lái, thậm chí cho người bên cạnh, thì đây là một chiếc SUV tiền tỷ. Thậm chí nhiều xe SUV tiền tỷ thì có khi còn phải ghen tị cơ. Các bạn có thể thấy này, những cái đường chỉ may rất đều đẹp, táp lỗ bọc da, thiết kế rất đẹp ạ. Những cái ốp nhựa này cũng vậy. Một mẫu xe chỉ hơn 800 triệu. Nhưng các bạn sẽ thấy được là những cái trang bị và những cái thiết kế, cách phối, cách tông màu và sử dụng vật liệu trên Ford Ranger phải nói là rất đẹp. Để mà nói về thiết kế thì khó có thể dùng một cái từ nào để chê trách được cả. Thực sự là phải dành những cái thời khen ngợi. Rồi, các bạn có thể thấy là phần thiết kế cái màn hình này nó là hơn 9 inch. Màn hình 9 inch tích hợp hệ thống sinh ba, có kết nối Apple CarPlay. Những cái chức năng này với Ford đã phát triển trong quá nhiều năm rồi, thưa các bạn. Quá nhiều năm rồi, rất thông minh. Mình có thể ra lệnh bằng giọng nói, dùng bản đồ, nghe nhạc, thậm chí cả cái giao diện thiết kế đồ họa nó cũng đẹp. Đó.
rất đẹp. Vâng, ở phần dưới thì những cái điều khiển thì cũng rất là cơ bản, điều khiển hệ thống điều hòa. Và những cái núm xoay điều chỉnh cái hệ thống âm lượng trong hệ thống audio này cũng được bọc những cái mạ chrome. Đó, được ốp như thế này. Những cái này tất cả cũng là tiền nha các bạn. Nếu như trang bị trên một xe thì nó không đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà lên đến đơn vị hàng chục ngàn xe thì câu chuyện nó hoàn toàn khác thưa các bạn. Chỉ $1 thôi. Và 1 triệu chiếc xe bán ra trên toàn thế giới thì nó là $1 triệu rồi các bạn. Cho nên nhiều khi mà những chiếc xe mà giá rẻ thì sao đấy, họ phải cắt triệt để. Nhưng không, với Ford Ranger thì sẽ đầy đủ. Chưa hết nhé, tất cả ở phía bên này các bạn có thể dùng được những các cái tính năng về kết nối này, USB này, một này, không những một này, lại còn hai nữa. Và trên bản 2.0 4x4 này, các bạn cũng có thể thấy được những cái tính năng như là có thể tắt bật cái hệ thống cảm biến xung quanh xe này. Rồi cái chức năng này là chức năng hỗ trợ đỗ xe. Đây, tôi bấm và các bạn sẽ thấy luôn. Trong hôm nay thì bởi vì cái điều kiện thử ở một cái bãi đất rất là trống, cho nên mình chưa thử trực tiếp được này. Sẽ hẹn các bạn trong một cái video riêng về cái này nhá. Sẽ thử lên một chiếc xe bán tải có khả năng là tự vào chuồng. Rồi. Và hệ thống kiểm soát đổ dốc, đổ đèo đấy cũng có. Khóa vi xe sau. Đây là một chi tiết khá là hay. Đây là một chi tiết khá hay trên cái Ford Ranger này. Tất nhiên để so với cả Triton gì đó về cái hệ thống dẫn động này thì Triton nó sẽ nghiêng về những cái điều kiện địa hình chạy phũ hơn. Còn Ranger thì nó cân bằng giữa cái yếu tố đô thị và cái việc mà chạy ở những cái điều kiện khó. Hệ thống chuyển cầu đấy, 2H, 4H, 4L. Mà các bạn nhớ nhá, 4L theo kinh nghiệm của mình ấy, 4H ấy, khi mà chạy trên đường nhựa ấy, mà mặt đường khô rồi vân vân ấy, mà đường cua nhiều ấy, bám tốt ấy, thì cũng không nên chạy 4H bởi vì nó sẽ giằng lái. Khi đấy nó sẽ bởi vì nó không có cái vi sai trung tâm chia trước sau. Rồi, một cái thiết kế cần số các bạn có thể thấy. Bọc da, ốp nhôm đẹp. Thiết kế này là của thiết kế SUV rồi. Những chiếc xe bán tải ngày nay thì phải nói là Ranger là một xe tiên phong trong cái việc ứng dụng tất cả những cái công nghệ, những cái thiết kế hay trên những mẫu SUV cho xe bán tải. Đây các bạn có thể thấy luôn. Chiếc ghế thiết kế rất đẹp. Nếu như tôi che cái thùng đi, tôi che cái phần đằng sau này đi thì tôi không nghĩ rằng tôi đang ngồi trên một chiếc xe bán tải đâu thưa các bạn. Wildtrak. Nhưng Wildtrak thời nay đã thay bằng bản động cơ 2.0 rồi. Chút nữa mình sẽ chạy thử, mình sẽ chia sẻ thêm. Và trên phần vô lăng thì các bạn sẽ thấy đầy đủ luôn. Các bạn sẽ thấy đầy đủ, không thiếu một cái phím bấm nào. Đó. Ở bên này là các bạn sẽ điều chỉnh được các cái màn hình hiển thị thông tin ở trên kính lái này. Chuyển vòng tua, rồi nhìn quan sát mức tiêu thụ nhiên liệu. Đó, phía trên. Các bạn có thể thấy nhá. Tất cả các có thể chỉnh và trải nghiệm ở đây. Có thể can thiệp vào những cái hệ thống cruise control, mình có thể để adaptive này hoặc normal, để đây được hết rồi. Và các cái cảnh báo, rồi thậm chí hệ thống cảnh báo va chạm trước, hệ thống giữ làn vân vân, thì chúng ta có thể điều chỉnh ngay trong này, cũng rất đơn giản, rất nhanh và rất dễ dùng, chỉ bằng một nút bấm mà thôi. Hơn nữa mẫu xe này thì có adaptive cruise control và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cho nên cái việc mà chúng ta chạy trên đường cao tốc với cái hệ thống cao tốc phát triển như ngày hôm nay ấy, thì những cái hệ thống này phải nói là rất là hỗ trợ người lái rất tốt, mà nó giảm thiểu đi những cái khả năng xảy ra tai nạn. Và đó là điều chúng ta nên ghi nhận trên những chiếc xe Ford ngày nay. Họ sẽ trang bị rất rất nhiều công nghệ. Và các bạn sẽ thấy được những cái hệ thống điều khiển, hệ thống sync, rồi audio ngay bên này, màn hình thông tin. Không khác gì trên những chiếc xe của Đức đâu. Về cái lý thuyết, về cái mặt thiết kế. Còn độ xịn thì chắc chắn rồi. Xe, những cái xe chưa đến 1 tỷ và xe 3 tỷ nó sẽ phải khác nhau. Nhưng như thế này phải nói là xuất sắc luôn. Ngay cả trên vô lăng các bạn sẽ thấy bọc da với những đường chỉ may vàng rất thể thao. Có lẽ là với mẫu Ford Ranger các bạn sẽ thấy tôi dùng cái lời khen hơi nhiều. Nhưng thực sự là những cái chi tiết thiết kế nó quá hấp dẫn đối với mình.
với một cái giá bán như vậy, ngay cả chiếc phanh tay đây các bạn hãy xem đó, bọc da đường chỉ may nó tỉa tót đến như thế cơ mà. Một chiếc xe này, nhiều chiếc xe sedan, thậm chí những xe MPV có khi cái phanh tay nó phải gấp 10 lần như này. 10 lần tôi hơi chém, nhưng mà chắc cũng phải 3 lần. Đây, một cái hộc chứa đồ. Các vị trí chứa đồ tính toán cẩn thận hết. Đây. Hộc này cũng khá là rộng. Nếu mà có chức năng làm mát gì đấy nữa thì tuyệt vời luôn. Thậm chí những chiếc khay này sau này rất có thể sẽ được là vừa hâm nóng cà phê hoặc là chức năng làm mát nữa thì phải nói tuyệt vời. Và rất có thể đối với những chiếc Ford Ranger, theo cái triết lý thiết kế ngày nay mang lại rất nhiều cái tiện ích cho người dùng. Và ở bên cánh cửa các bạn sẽ thấy là để vừa khoảng 2 chai nước, 3 chai nước, 4 chai nước một cách cũng tương đối thoải mái thôi. Nó sẽ không bằng những chiếc xe kiểu như Navara thì để phải đến 7 chai nước cũng được. Nhưng thiết kế vừa đủ. Cánh cửa bên Ford Ranger thì khá là dày, xe Mỹ thì các cái thanh cường lực, các thanh bảo vệ va chạm hạn chế cái lực tác động vào người được bố trí bên cạnh thì cũng khá là chi tiết đấy các bạn. Và thưa các bạn, một cái thông tin rất hay là chắc các bạn cũng đã theo dõi và cũng biết rất nhiều rồi. Ranger mới này sẽ được trang bị động cơ 2.0 biturbo và hộp số 10 cấp. Và trong phần vận hành tôi sẽ chia sẻ tiếp về cái cảm nhận khi mà trải nghiệm những cái chi tiết mới như vậy, những cái động cơ mới như vậy, những cái hộp số mới như vậy. Bây giờ thì rất mong các bạn hãy dành một phút rung chuông ạ và subscribe kênh. Đối với một mẫu xe bán tải thì chắc chắn tôi cũng như các bạn sẽ luôn quan tâm đến cái hàng ghế sau nó như thế nào. Thì đây, bây giờ tôi sẽ ngồi cho các bạn xem. Và thậm chí tôi sẽ dựng chiếc ba lô đựng thiết bị của chúng tôi để các bạn có thể thấy được. Có vẻ như nếu như mà so với cả Triton ấy, Triton có cái thiết kế J-Line cho nên cái độ ngả nó có vẻ tốt hơn một chút. Nhưng thực sự với Ranger xem. Rồi, điều chỉnh lên như thế này. Khoảng trống đầu đấy, trần thiết kế lõm để có thêm được cái khoảng trống đầu và khoảng duỗi chân với cái vị trí lái của tôi thì được từng này ạ. Bởi vì là tôi thì thường có cái thói quen ngồi lái khá là xa, mặc dù chân vòng kiềng nhưng không hiểu sao ngồi lái phải xa mà tay đánh vô lăng vẫn ổn. Có thể thấy cái phần khoảng cách giữa phần nệm ghế tới cái phần ghế trước này cũng tương đối khá. Thông thường thì chúng ta thường hay nhìn cái khoảng cách từ đây đến đây ạ. Nhưng khi mà ngồi cụ thể chúng ta sẽ phải đo. Ví dụ cái phần nệm ghế này nó sẽ phải đỡ được tới cái khuỷu chân như thế này. Còn nếu mà tôi thu gọn cái phần nệm này nó ra đây để lấy cái khoảng cách này như vậy cũng không đúng ạ. Đây thì thôi, các bạn có thể quan sát ngay. Rồi. Wow. Rồi, bệ tì tay. Hai chai nước có thể để đây. Sàn xe thì không được phẳng lắm, nhưng mà thứ mà tôi thích trên các cái dòng xe Ford ngày nay ấy chính là những cái ổ điện 230V này này. Đây là điều cực thích luôn. Với những người mà sống ở các cái nước phát triển như Úc hoặc là như Mỹ ấy, thì cái việc đi những cái chuyến đi dài hay chơi ấy, thì những cái sạc này rất là quan trọng, đỡ phải đấu. Xe tôi phải đấu chuyển nguồn. Thì đó là những cái mà phải ghi nhận về cái điểm thiết kế hay trên Ford Ranger. Chương trình khen xe cho nên là nói hơi nhiều về khen, nhưng thực sự là đây là một mẫu xe phải nói rất là toàn diện. Các bạn có thể quan sát bên cánh cửa này ạ. Để thực tế luôn cho các bạn sẽ thấy được bên này sẽ để được bao nhiêu chai nước. 2 3 và cố nhét thì cũng may ra được 4 chai nước nhỏ. Loại 350 lít. Với Navara thì cái này để phải được 6-7 chai to luôn.